Và thời điểm này Genzy cũng sẽ rất tự tin. Còn với Thai Lu và 10Gaming, vâng tôi đã nói gì đây, X7 cũng lưu gót đúng cái bộ đôi mà trước đó mò vào khu vực nhà kho đã nằm rồi. Thai Lu chia người khéo léo hơn và cho thấy cái sự hiệu quả. Còn 10Gaming chia 2-1-1 và bây giờ thì có thể người thứ 3 sẽ là Sujiu. XCup thoát được nhưng 17Gaming có lẽ là đi rồi ông giáo ạ. Sẽ bay đi đâu đây? Bay thẳng về hướng căn nhà của Question Mark, nhưng người knock out Hải Saki lại là TE. Vâng, sau đó thì Jim lại là người vét mạng và Đức Mỹ thì ngã. Ôi trời đất ạ, một giai đoạn khởi đầu với Surbridge Esports đã tưởng chừng họ sẽ di chuyển ở phía bên hướng 12 giờ đã là ổn rồi, nhưng không. Một quyết định sử dụng gói cứu trợ giai đoạn rất nhạy cảm trận đấu và vòng bom đánh ta thấy thì vẫn còn dưới nước biển cơ, vậy nên ở bên trong đất sẽ là có đông kín người. Và nét này của Adulji may mắn tay nó lại đi lệch hướng và Đức Mỹ vẫn sẽ còn tuổi để được cứu lên. Nhưng Philford trả nét vào, Himat gặp khó và phải nằm xuống. Một minh tay con phải xoay sở trong pha này, không có nhiều cơ hội cho Serbot eSports. Và với làn smoke dày đặc như này, thậm chí tay con đạp lửa và đó là mạng đến từ phía của Adulji. Và tài con không có nhiều cơ hội nữa. Philford xuất hiện top 16 cho Serbot eSports. Tại sao lại quyết định sử dụng gói cứu trợ ở giai đoạn nhạy cảm đến như thế nhỉ? Bo vẫn còn nước biển, đất thì đã ngắn đi hơn rất nhiều rồi. Ta quét biển Bo, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Rất đáng tiếc cho Serbot eSports. Một quyết định nhảy vào khu vực mà đã có địch trước, sau đó chấp nhận được chơi thôi. Còn với TE Darwin bắt được TE Min, sau đó PO đốc ở phía của Thai Lu. Dispenable đang mở điểm cho mình. Và chưa ai phải nằm lại cả, Tam Thất còn từng này máu chưa phải là hết hero ạ. Và EJ ép vào khúc nhà dài, coi như sẽ là thêm điểm cho TE. Vẫn rất nỗ lực đến từ vị trí của EJ. Để xem anh ta sẽ làm được gì đây. Cả Genji và TE lúc này đều đang là những con mồi trước họng súng của Thai Lu, khi họ có một tầm bắn là cực kỳ thoáng. Và Tam Thất cũng là một tuyển thủ có khả năng đi scout cực kỳ tốt nữa. Và cái lượng thông tin mà Tam Thất có thể cung cấp cho những người đồng đội của mình trong giai đoạn về sau là vô cùng nhiều. Phải giữ Tam Thất sống. Nhưng muốn giữ Tam Thất sống thì Tấn Vũ lại bị knock out. EJ vẫn chưa đánh mất cái ý chí sinh tồn của mình. Nhưng một căn nhà dài này thì không khác gì là cá nằm trên thớt đến từ chàng EJ cả. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng Thai Lu lại một lần nữa can thiệp vào. Rất may là Đức Hiếu đã xuất hiện kịp thời để có thể hạ gục anh chàng EJ. Và với việc mà căn nhà này đã clear thì The Expansible sẽ có những vị trí để có thể cứu nhau lên một cách an toàn. Sẽ cần phải cẩn trọng lại một chút về tâm lý thi đấu. Và vừa rồi với Forest Gaming mất đi với Chimoto, Scapi cũng nằm xuống. Và không biết chuyện gì xảy ra đây, đại diện của Thái Lan thế này. Bây giờ còn lại đâu, Master chưa phải hết hốp đầu. Nhưng vừa nhắc tới Master thì Master đi luôn. Và phải chăng sẽ là Olympus? Chắc chắn rồi, cày cánh kèo cho Forest Gaming. Olympus là người sau cùng. Một góc ao bo và khi phải chứng kiến những người đồng đội của mình lần lượt nằm xuống thì lúc này Olympus sẽ có một tinh thần nó mãnh liệt hơn. Đấy là sinh tồn. Bo phase 4 chúng ta cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Và vòng bo phase thứ 5. Như vậy là vòng bo lệch trái. Góc đứng của Darawha và Falcon từ một thế viền có vẻ như không phải quá đẹp thì giờ nó lại trở nên khả quan hơn. Trong cái đó thì Question Mark cũng như là Falcon đã đụng độ lẫn nhau vào một quả bom blue zone top đến từ thành viên của Question Mark, đã knock out đến 2 tuyển thủ team Falcon bên trong căn nhà. Cặp đôi còn lại Capitan và Siuzen vẫn còn đồ để có thể đẩy sang. Nhưng liệu rằng có là kịp hay không đây? Vì Question Mark họ đang ở một phong độ rất cao. Họ cực kỳ khát điểm ở trong khoảng thời gian này. Họ chọn một góc hở và xung quanh thì có quá nhiều những cái tên. Và cách mà Question Mark đang đứng, đấy là cái góc mà họ sẽ làm bố của cái vòng bo này. Thai Lu đẩy và sẽ thành con mồi Question Mark thôi. Và TE xuất hiện bất ngờ với chị Darwin. Bestolok knock out anh chàng này và với một phạm vi xa như vậy, nếu còn smoke đội cứu lên lẫn vẫn phải chưa hết đâu. Nhưng Darwin bị confirm, đó là điểm dành cho For Angry Men. Thai Lu, Twisted Mind đã liên tiếp mở điểm. Quyết định Thai Lu đã đẩy vào khúc Question Mark. Philbert nằm, Aduzhi kê cửa nhưng kia chưa kịp trả ra quả smoke và hỏng rồi. Góc đẹp bây giờ có thể sẽ đổi chủ. Adulji ở trong tầng 1 ở phòng bên cạnh, không có nhiều góc để bắn chơi chàng này, thậm chí anh ta còn nhận phải rất nhiều những cái khe cửa nữa. Nhưng Adulji toát cân trên tay và chơi tầm ngân knock out long Z. Nếu quyết định muốn đẩy sang thì sẽ làm làn smoke dày đặc và không thể xử lý được. Sẽ được tìm 5-5 thua. Nhưng Question Mark trong pha này chúng ta họ có những cái quả vô tốt hay những cái quả bom blue zone, mọi thứ sẽ diễn ra cực kỳ là căng thẳng. Còn với TE top 13 trận đấu này thôi thì họ không thể vượt qua được If You My Game PT. Như đã nói, các đại diện đến Việt Nam thường sẽ có khởi đầu chậm ở trong từng vòng thi đấu, nên đây không phải là một kết quả mà chúng ta cần phải cảm thấy đáng lo. Quan trọng là rút kinh nghiệm và hướng tới những lượt trận thi đấu sau. Trận này bo cũng thực sự là khắc nghiệt. Và Question Mark đang là đội tuyển hơn người ở trong pha combat trực diện này. Không, chính xác là họ chỉ hòa người thôi. Trước đó đã có thành viên Question Mark bị bắt đi mất rồi. Và trong lúc một Question Mark cũng như là Thai Lu còn đang ôm nhau bên trong căn nhà để có thể có một cái lối chơi cộng sinh, thì bên phía ngoài kia quá trời những tên đang phải nằm xuống. For Argument mất người, FaZe mất người, và thậm chí đã là người thứ 3 đến từ tay bên của FaZe rồi. Rào nhàng lộ ra trước Opsu Aduzhi, bây giờ sẽ lúc anh chàng này phản công, double kill dành cho Aduzhi. Không có nhiều cơ sở đến từ đội Thai Lu tại tình huống này nữa, và cover làm tuyệt vời từ vị trí của Dante. Top 10 gọi tên Thai Lu ở trong một giai đoạn mà họ tưởng chừng như đã nắm thế thượng phong, nhưng cuối cùng thì lại gặp phải đối thủ quá mạnh. Nhưng cơn bão mang tên Falcon đang ập tới, Falcon đang muốn trả đũa các thành viên của Question Mark vì tình huống knock out của họ vừa qua. Nhưng điểm kill lại dành cho anh chàng bắp sang hết đến từ bên những team If You My Game PT cơ. Lợi thế có dành cho thành viên của Falcon, và liệu rằng họ có thể tận dụng điều này không đây? Nên nhớ rằng Aduzhi vẫn đang sở hữu cây shotgun với 10 viên đạn, và như vậy là thừa đủ để có thể dứt điểm các thành viên bên phía của Falcon nếu họ chủ quan. Tạm thời dẫn đầu đang là đến từ phía Question Mark với 7 điểm bạc cũng có được, và Aduzhi lại xuất hiện với khẩu shotgun trên tay, bắt thêm siêu gen của Falcon. Nhưng máu đã quá yếu rồi, pha đánh ta không thể làm gì hơn nữa. Emix đã xuất hiện và như vậy Question Mark sẽ chỉ còn là đúng vị trí của Besto Lock thôi. Cũng có một khẩu sọp trên tay và quyết định trả smoke để kê tầng 2 để xem rằng các thành viên của If You My Game PT có muốn đẩy lên trên khu vực tầng 2 không. Rõ ràng đấy vẫn sẽ là một quyết định cực kỳ là mạo hiểm. Trong khi đó thì Hela knock out, Falcon đã có những động thái đáp trả. Và phía của If You My Game PT, mặc dù trước đó họ đã có pha chủ động trong pha giao tranh của mình, ngay sau đó thì cũng sẽ phải lùi lại khi biết rằng có quá nhiều những cái tên góp mặt. Top 9 cho pha Minman và combo này lệch trái, nhưng khi nó không được gọi tên thì đây sẽ là hậu quả để lại. If You My Game PT mặc dù có được cho mình một số lượng điểm kill cũng là tương đối ổn, nhưng lượng nhân sự của họ còn lại là ít quá. Một thành viên duy nhất thôi không đủ để có thể sinh tồn dành cho If You My Game PT, và điểm kill dành cho Question Mark, Navi cũng như là cả Falcon. Ngay sau đó thì Bestolog cũng phải chịu thua trước sức sát thương của vòng bò. Giai đoạn phase 6 của chúng ta đang đón chào quá nhiều những tên phải nói lời chào tạm biệt cuộc đua. Emix của Falcon, người chơi duy nhất còn sót lại và lại sẽ sớm phải đoàn tụ những người đồng đội của mình. Khi mà góc đứng ngoài ta đã lộ ra rồi, và đương nhiên là những đội tuyển như là Navi, Twisted Mind sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy đâu. Top 6 cho Thiên Thần Phai vào đến giai đoạn có điểm hạng mang về. Những tưởng chừng như họ sẽ không thể đem được bất kỳ một điểm số nào cơ. Top 5 cho team Falcon ngay sau đó, 4 đại diện còn lại lúc này. Và Sonic, Darawha, Navi, tiếp tục mang chỉ 3 đôi trong pha này, hai bên đổi mạng. Darawha vẫn sẽ có lợi thế hơn, nhưng bất ngờ Spyro bắt bộ đôi của Darawha, có một chút tình huống đổi lại từ Seoul. Chưa phải là quá nhiều vì Eidonix từng sao lúc vẫn rất cần phải làm tốt hơn thế. Như vậy thì thêm cả Navi góp đàm sang, tiếp tục mày đang tàn vỡ hoàn toàn Spyro. Lùi vào trong làn smoke kia thì cơ hội hồi lên điểm máu là còn. Nhưng ngay bên cạnh đó thôi thì đó là Darawha vẫn đang kê sẵn và còn cơ hội cứu lên. Loki vừa bị cứu thì cũng đã phải nằm lại. Còn với Twisted Mind, top 4 ở trận đấu này thôi cũng đã làm lượt trận họ bắn cháy máy. Nói về đội tuyển có cơ hội top 1 cao nhất ở lượt trận này thì chắc chắn phải là những anh trai đến từ bên phía team Sonic, khi họ đã đứng ngoài giao tranh khoảng thời gian rất lâu và họ là đội tuyển duy nhất có mặt bên phía cánh trái. Chờ đợi đối phương công nhau chán chê bên phía cánh phải, mất cực kỳ nhiều tài nguyên cả về mặt đồ đạc cũng như là cả về mặt nhân sự, thì Sonic mới bắt đầu đẩy lên để họ có cho mình tỷ lệ AI đánh giá là cao hơn. Rồi bắt đầu được giã xuống, họ biết rằng Navi đang ở đâu. Alia bắt được một, Loki cũng đổi lại ngay vị trí này, sau đó Alia không thể được cứu lên vì Navi còn 3 người muốn đẩy cho định sai nha. U3 bắt được Salut và ô kìa, cái kịch bản này có vẻ nó đang phần nào đó giống với những gì tôi đã dự đoán. Chẳng hơi tiếc vị trí của Alia thôi, Navi chưa có quá nhiều điểm số từ ngay giai đoạn ban đầu. Vậy nên đây là thời điểm họ có cơ hội để cày điểm kill, nhưng vẫn sẽ là khó bởi Danawa. Inonix đẩy lên cầu gôn ra trên tay, bắt được một và đó sẽ là bắt được hai. U3 còn lại sau cùng vào top 3 cho Navi. Đúng là đẳng cấp của Inonix, một tuyển thủ top đầu của nền PUBG thế giới. Một tình huống xử lý với cầu Goza là quá mượt mà như đã đề cập. Bây giờ Danawa đang là đội tuyển ở thế cực khó khi mà Sonic đã đẩy lên rất gần rồi. Seoul cần phải bảo kê được cho Eidonix để anh ta kịp thời cứu lại người đồng đội. Loki đã đủ khả năng để chiến đấu nhưng Seoul thì lại nằm. Flash được pop ra đến từ Eidonix nhưng liệu rằng vậy có là đủ hay không đây? Loki cũng đã đi. Eidonix phải 1 cân 4 mới chỉ là 1 dành cho Eidonix mà thôi. Ẩn nấp đằng trong làn smoke này nhưng có lửa, có bom blue zone và đối phương tay là quá to. Một pha flick 90 độ đến từ anh chàng Mim và dứt điểm đội hình của Darawha Esports, cũng như mang về cái top 1 đầu tiên cho team Sonic ở trong vòng thi đấu Grand Final.